Thưa quý vị và các bạn, Hội thảo Năng lượng mới và năng lượng tái tạo, tiềm năng và nguồn lực đầu tư được tổ chức chiều ngày 2 tháng 10 là một trong ba sự kiện quan trọng của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm nay. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu và thảo luận về các tiềm năng, cơ hội đầu tư cũng như giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Hội thảo có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Bến Tre có sự tham dự của bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tỉnh Bến Tre nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được thiên nhiên ưu đãi với những điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Với chiến lược phát triển năng lượng bền vững, Bến Tre đang nỗ lực khai thác tiềm năng này để trở thành một trong những địa phương tiên phong về năng lượng sạch và hydro xanh ở Việt Nam. Điện gió là một trong những lĩnh vực mà Bến Tre có lợi thế lớn. Tốc độ gió trung bình ở đây đạt khoảng 6,8 m trên giây, với lợi thế ít bị ảnh hưởng bởi bão, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án điện gió quy mô lớn. Đến nay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 19 dự án điện gió với tổng công suất 1.007,7 MW. Hiện tại đã có 9 dự án hoàn tất công tác thi công lắp đặt cơ bản với tổng công suất lắp đặt 365,9 MW. Trong đó có 250,75 MW đã được phát điện vận hành thương mại. Số công suất lắp đặt còn lại là 115,15 MW. Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đàm phán giá bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các dự án điện gió đã có những đóng góp quan trọng vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, các dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành còn tạo ra giá trị khoảng 120 tỷ đồng một tháng và đóng góp cho ngân sách khoảng 144 tỷ đồng một năm, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện cơ sở hạ tầng vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành nghề dịch vụ du lịch và đời sống xã hội của người dân trong vùng. Định hướng đến năm 2030, tỉnh dự kiến nâng tổng công suất điện gió lên 1.100 MW, giúp khai thác triệt để nguồn năng lượng thiên nhiên này. Điện mặt trời cũng là lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Bến Tre có số giờ nắng trung bình lên tới 2.560 giờ một năm và tổng mức bức xạ trung bình khoảng 1.825 kWh một mét vuông một năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn. Hiện tại, tỉnh đã phê duyệt tổng công suất điện mặt trời mái nhà đạt 86 MW, đóng góp đáng kể vào nguồn cung năng lượng tái tạo. Ngoài ra, Bến Tre cũng chú trọng phát triển các nguồn năng lượng từ điện rác và điện sinh khối, với công suất dự kiến lần lượt là 18 MW và 10 MW đến năm 2030. Đây là những nguồn năng lượng tiềm năng có thể tận dụng từ quá trình xử lý chất thải và nông sản, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Ngoài việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, Bến Tre đang nỗ lực trở thành trung tâm sản xuất hydro xanh tiên phong của Việt Nam. Với việc tận dụng nguồn năng lượng tái tạo từ điện gió và điện mặt trời, tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết như quy hoạch đất đai, hạ tầng và môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp lớn tham gia vào sản xuất hydro xanh. Dự án khu tổ hợp phát triển hydro xanh tại huyện Ba Tri kết hợp với nguồn điện từ năng lượng tái tạo là một trong những dự án quan trọng đang được trình cơ quan trung ương xem xét. Bến Tre được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng và cơ hội rất lớn về năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất hydrogen. Đây được xem là giải pháp công nghệ bền vững nhưng cần có thời gian dài và nguồn vốn lớn để phát triển thị trường. Với chủ đề năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tiềm năng và nguồn lực đầu tư, hội thảo ngày hôm nay sẽ chứng minh rõ hơn rụng cứ và những cơ sở khoa học cho định hướng phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen gắn liền với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, thông qua hội thảo này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về định hướng phát triển của tỉnh liên quan đến năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hydrogen để giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, tỉnh Bến Tre mong muốn hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, triển khai thực hiện, chia sẻ những giải pháp về kỹ thuật và tài chính, các tiêu chuẩn của quốc tế về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, góp ý hiến kế giúp Bến Tre nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, cơ hội
môi trường và sự khác biệt khi đầu tư vào tỉnh Bến Tre. Việc phát triển năng lượng tái tạo và hydro xanh tại Bến Tre không chỉ mang lại nhiều lợi ích kinh tế mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy nền kinh tế xanh và tuần hoàn. Các dự án này không chỉ tạo ra nhiều việc làm, cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn giúp tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, Bến Tre đã xây dựng các kế hoạch và quy hoạch cụ thể để phát triển nguồn năng lượng tái tạo và hydro xanh. Tỉnh đang tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Định hướng đến năm 2050, Bến Tre kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sản xuất và sử dụng hydro xanh của cả nước và khu vực, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình triển khai, trong đó việc lựa chọn công nghệ sản xuất, thiết bị tối ưu và quy động nguồn vốn quốc tế là những vấn đề cần giải quyết. Để phát huy hết tiềm năng, theo các chuyên gia, Bến Tre cần xây dựng các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển. Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp kỹ thuật và tài chính cho sản xuất hydro xanh từ điện mặt trời và điện gió, đánh giá lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất hydro xanh, ammoniac xanh, đồng thời tăng cường kêu gọi sử dụng có hiệu quả các cam kết hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nguồn tín dụng xanh, tín dụng khí hậu, trái phiếu xanh và một số giải pháp để nghiên cứu phát triển cho các dự án sản xuất hydro xanh dự kiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, trong phát triển kinh tế, năng lượng luôn là ngành có ý nghĩa chiến lược quan trọng, là yếu tố đầu vào nền tảng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Đầu tư phát triển năng lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và nhà nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hoan nghênh sự tiên phong của Bến Tre trong định hướng phát triển các nguồn năng lượng xanh, đồng thời khẳng định Chính phủ và Bộ ngành Trung ương sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và địa phương hiện thực hóa các định hướng này, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Sắp tới đây thì Chính phủ đã hoàn tất hồ sơ và trình cho Quốc hội trong cái kỳ họp thứ 8 này, tháng 10 tới đây, sửa cái luật điện lực, mở đường cho cái việc phát triển cái năng lượng gió ngoài khơi. Rất là hoan nghênh Bến Tre đã mạnh dạn trong cái việc hoạch định cái chiến lược phát triển này, kêu gọi các nhà đầu tư này, trải thảm cho các nhà đầu tư đến đây, tạo ra môi trường thông thoáng. Thế thì cũng các cái tỉnh khác thì cũng trên tinh thần như này, chúng ta cùng nhau thực hiện cái cam kết net zero của chúng ta. Chính phủ thì luôn đồng hành với các địa phương, với các doanh nghiệp, lắng nghe doanh nghiệp, hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho sự phát triển của năng lượng của kinh tế xanh và thường xuyên tháo gỡ những khó khăn khi các doanh nghiệp gặp phải. Các bộ ngành ở đây thì tôi cũng tin là cũng trên cương vị của mình, trên cái trọng trách của mình, nhiệm vụ được giao thì cũng sẽ đồng hành với doanh nghiệp, với các địa phương trong cái việc là chuyển đổi cái năng lượng tái tạo, phát triển cái nguồn năng lượng mới. Có thể nói, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo và hydro xanh của Bến Tre là rất lớn, không chỉ mang lại cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh Bến Tre cần vượt qua các thách thức về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực, cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Với sự quyết tâm và chiến lược đúng đắn, Bến Tre hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm năng lượng sạch hàng đầu của Việt Nam trong tương lai.